Hôm nay là ngày cái đề đi thi thực hành xe. Chào mừng mọi người quay lại với kênh của Cuộc Sống Vương Quốc Anh. Nhưng mà hôm nay Candy sẽ đi thi cùng với thầy. Không có mình sẽ không có đi theo. Chứ thầy em nói với em sao mà em ra đây em ngơ ngác. Mãi xa kia hả? Ok. Thôi quay luôn. Quay phim review. Nhưng mà nay không đi theo của Candy được thì thôi cứ để Candy đi thi. Rồi chút nữa về. Bữa nay 14 tháng 2 luôn, nay là ngày lễ tình nhân. Good morning, teacher. Yeah, I'm fine, all right, thank you. Good luck. Đừng có gấp gáp, đừng có gì hết. Cứ để vậy đi. Trời ơi, đây là cái độ cái xác nhận độ lý thuyết của Candy. Thì khi nào mình đi thi mình phải mang theo. Em có mang cái bằng tạm thời đi chưa? Ok. Bye bye, good luck. Hôm nay Kenny sẽ đi thi bằng cái xe này, xe của thầy. Ok. Đây nha. Bye. Ở đây đi thi bằng xe thì sẽ phải gắn cái chữ L lên trên. Ok. Chút nữa mình sẽ review lại cái thông tin về Candy thi như thế nào sau khi mà cô ấy thi xong về. Bây giờ đi sớm là như sớm một tiếng á, tới nay giờ mới có 9 giờ thôi, 10 giờ mới thi, thi mất 1 tiếng. Hôm nay là 14 tháng 2, nhà mình cả nhà Hiếu anh hai là đi đi ăn một bữa ở anh ăn sushi ở quán cà phê sushi hả? Sushi cà phê. Thì hôm nay cũng là cái ngày cũng là ngày 14 tháng 2. Mà không biết là do cố tình hay là hữu ý mà Romeo bữa nay đưa đi lên tới trường học rồi mà cô giáo gọi tới đón về. Xong rồi mẹ mới đi thi bằng lái xong đi thi thực hành xong rồi quay về đón em bé. Thì bữa nay nhà mình đang ở cái quán quán ăn sushi, quán sushi cà phê. Đồ ăn của nhà mình đã ra rồi đây. Đây là vậy thôi ha. Anh đến khoảng 60 củ. Là có 60 củ này thôi hả? Ai biết không? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 40 cuốn à? Thì ở đây là một vòng cái quán cà phê sushi của họ. Hôm nay Romeo cũng được đi tham gia cùng ba mẹ. Và hôm nay là như cũng đã nói với mọi người ở cái video trước á, là hôm nay cũng là ngày Candy thi bằng lái. Thì thôi để người ta mang đồ ăn ra xong rồi mình đây cái này thêm cái phần này đây. Ôi đừng có thả xuống. Không cho nó cái dĩa nó giận nó ngồi xuống đây luôn rồi. Lại nó đi. Phá quá cầm cái dĩa người ta thả như vậy rồi nó hư hết. Yeah. Em chín chưa?
Thì bây giờ nhà mình sẽ bắt đầu cái bữa ăn hôm nay 14 tháng 2. Video leo lên bàn luôn à. Và chút xíu nữa thì mình sẽ nói về cái buổi thi của Candy cho mọi người nghe. Bạn nhỏ kia cho bạn muốn ngồi im, cho bạn coi điện thoại. Mà ở chương trình yêu thích của bạn ấy cho bạn ấy xem. Mà bạn ấy vẫn không chịu ngồi im, bạn ấy cứ nói như là nhà mình cũng sắp xử lý xong cái bữa cơm Valentine này rồi. Sáu chục cuốn cơm là cắt cũng phải cỡ hai chén cơm à, 40 cuốn à. Có chứ. Nghỉ giữa hiệp rồi mới ăn tiếp. Để nói về cái bữa thi hôm nay của vợ mình á, thì thế này, cái phần mà vợ mình lo nhất á, là cái phần chạy vòng binh. Nhưng mà hôm nay thì không bị tắt ở cái phần vùng binh, lại tắt ở cái phần sang người. Thì khi mà vào ngã tư á, khi mà vào trang sừng ngã tư á, thì chắc là do thiếu kinh nghiệm, thiếu quan sát, cho nên là làm ùn tắc giao thông ở ngay ngã tư và bị đánh rớt. Nhưng mà không sao cả, tại vì cái đó là cái lỗi đó là cái lỗi thiếu kinh nghiệm. Khi mà mình đi vào các ngã tư thì dĩ nhiên là mình cần phải có một chút kinh nghiệm, mình cần phải có kinh nghiệm để mình phán đoán được cái xe đằng trước họ có dừng hay không, hay là họ vẫn đang on the way. Thì cái đó cần phải có thời gian, tại vì thực chất đó là vợ mình đổ bằng lái xe ở Việt Nam cách nay cũng hơn chục năm rồi, mà từ thời gian đó tới giờ là không có chạy, mới đi học lại bằng lái xe ở bên Vương quốc Anh này được có mười mấy tiếng, hai mấy tiếng. Đi thi thì cái khả năng rớt nó cao, cái đó là bữa nay thi rồi mình mới nói, nên là không có gì cả. Cái này cần thêm thời gian để luyện tập, để trau dồi. Đấy là cái kết quả của buổi thi ngày hôm nay. Thì sáng hôm nay khi mà mình đang đi, đi làm. Thank you. Mình đang đi làm thì ok. Yeah, thank you. Thì mình có nhận được cái tin nhắn, mình đang trên đường đi nữa, mình chưa tới chỗ làm nữa. Mình đang trên đường đi thì mình nhận được cái tin nhắn là trượt rồi anh ơi, thêm cái mặt buồn nữa. Thì dĩ nhiên rồi, trượt thì ai cũng sẽ buồn một chút, nhưng mà chứ có nó cũng thấy mình nghĩ thì cũng chả có gì phải buồn. Okay. Đó thì mọi hôm cái video trước thì cũng mong xin mọi người chúc cho Candy được thi tốt, nhưng mà hôm nay thì cái kết quả thi nó như vậy.
thì cũng hơi buồn một tí, nhưng mà dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi, và chúc cho có lời chúc cho Candy được thi tốt trong ngày hôm nay. Đó là thời gian tới Candy sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể thi được tốt, nhưng mà chắc là chưa thể thi gần đây được, phải cần một thời gian trong tương lai gần thôi. Bây giờ nhà mình đã ăn xong cái buổi ở Sushi Cà Phê rồi, và bây giờ mình sẽ lên đường đi về. Go go go, ale ale ale, go go go, ale ale ale. Bây giờ mình sẽ đi đến một cái chỗ nào đó để mình mua một chai nước hoa. Leon tặng ngày Valentine. Tặng ai? Hả? Tặng ai? Tặng em. Thôi không cần. Nhiều đây rồi, hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ôi, sao cái đường tự nhiên nó trống lạ thường vậy? Lúc nãy mình không đi, ai đi lúc nãy mình đi qua nó ào 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 ào. Go 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 go, đi đứng lên, đứng lên đi. À, nè nè nè, ấy đi nè. Bây giờ mình sẽ đi mua một chai nước hoa. Cho coi nước hoa gì. Hugo đi. Mua cháo hả? Valentine tặng cháo hả? Tưởng Valentine tặng thùng cháo. Chào mọi người, bây giờ thì nhà mình đã về tới nhà rồi. Kenny cho Romeo vào ngủ rồi. Thì bây giờ mình nhân tiện hôm nay là ngày Valentine, thì mình cũng xin chúc cho tất cả những người đang trong tình yêu, đang đã và đang có tình yêu, những bạn trai và bạn gái, thì mình hãy yêu nhau nhiều hơn và mang cho nhau tới cho nhau những cái điều tuyệt vời nhất có thể. Còn vợ chồng thì hãy cũng phải mỗi ngày mỗi yêu nhau nhiều hơn và tạo cho nhau nhiều cái bất ngờ và nhiều cái mới mẻ, giống như thuở ban đầu của lúc mà mới yêu vậy. Chúc cho những người chưa có tình yêu thì sẽ tìm thấy được tình yêu. Bây giờ mình sẽ review cái món quà mà Candy mua cho mình vào ngày Valentine. Đây chính là món quà mà Candy vợ mình mua cho mình vào ngày Valentine. Đó là một chai nước hoa Versace Dylan Blue. Mình không biết bao nhiêu tiền cả. Hôm nay mình có bóc cái gói giấy, gói kín ra rồi. Thì bây giờ mình lấy cái chai này ra. Đây. Đây là món quà Valentine năm 2021 của mình. Cảm ơn Candy. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và xin chúc mọi người có một Valentine thật là dễ thương, thật là đầm ấm, thật là đáng yêu. Và ai có kỷ niệm gì về Valentine, trong ngày Valentine này mà đẹp thì cho mình biết nhé, ở dưới phần comment. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ cho kênh Cuộc Sống Vương Quốc Anh Romeo, cũng như gia đình Romeo and Liam. Thank you, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp.